Hello anh em, mình là Tú đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái nho nhỏ. Cái này thì mình cũng mới biết thôi, chứ không phải là mình đã biết lâu rồi. Ok, hôm nay mình sẽ giải thích đó là trên xe. Khi mà chúng ta mở đèn lên đó, thì tất cả các đèn xe sẽ sáng hết. Nhưng mà sau đó nó sẽ tắt lại, tắt đi một số, xong rồi sau khi mình để máy á, nó sẽ tắt hết. Thì khi mà đèn xe tắt hết như vậy á, tức là sao ta, tức là cái hệ thống xe á là ổn định, không có lỗi. Nhưng mà sau khi mà chúng ta mà đề xe á, mà một trong các đèn á, mà nó dừng lại mà nó báo lên á, thì đó là xe mình có lỗi. Thì tùy theo loại xe, các xe mới sau này á thì nó chỉ còn báo một cái, hiện lên cái đèn engine light nó màu cam, thì nó, cái hình nó giống như cái máy, cái động cơ, mà cái ký hiệu nó là nó giống như nè. Và cái đó mà cái đó đa số nó sẽ báo hiệu là một trong các cảm biến trên xe có vấn đề, cho nên là sau khi bạn đề máy lên á, thì ECU nó sẽ nhận lại những cái tín hiệu mà bị lỗi á, sau đó báo lên đây cho chúng ta biết là cái xe, cái hệ thống có vấn đề. Thì muốn kiểm tra cái vấn đề đó thì chúng ta phải có, thứ nhất là nếu như cái xe cũ á, chúng ta phải đọc lỗi bằng cách là giống như là đếm mấy cái chớp đèn hiss nè, giống như xe Honda phải đếm. Thứ hai á, giống như là chiếc Triumph của mình đó, mấy chiếc Triumph á, là mình có thể plug cái OBD, cái là OBD2, cái cắm cái đó vô, xong rồi gắm lên máy tính, nhấn cái nó hiện ra, nó sẽ đọc lỗi. Và cái thứ ba á, là một cái scan tool, một cái đồ đọc lỗi gọi là universal, tức là đọc được tất cả là xe luôn. Thì trên cái đồ đọc lỗi đó, nó sẽ có những cái đồ cắm để gọi là gì, để cắm vô tất cả các loại xe. Thì cái nhiệm vụ của nó là chỉ đọc lỗi thôi. Thì còn có những xe nào mà, còn những cái hãng nào như chuyên dụng như xe Ý nè, MV Agusta nè, Ducati nè, hay là Aprilia nè, hay là những cái xe mà như Triumph á, nó sẽ có cái đồ đọc lỗi riêng của hãng. Thì những cái đồ đọc lỗi đó nó sẽ có nhiều chức năng hơn, như là cân bằng bướm ga, rồi đo áp suất để cân bằng, đúng rồi, gì ta, để reset cái service reminder, tức là bỏ cái đèn báo service đi, có thể chỉnh cả fuel mark trên đó nữa. Thì fuel mark thì chỉ dành cho tuner thôi, mấy cái này mình không nghĩ là service center nó sẽ làm đâu. Nhưng mà anyway, giờ nhìn đèn xe mình nhé, sáng hết. Giờ nó chỉ còn là cái đèn áp suất dầu hiện lên. Tuy nhiên ở đây á là cái đèn engine light nè, đây là cái đèn gì ta, để coi lại coi, đèn này là blank, đèn là đèn hiss, đây là đèn báo engine light, đèn báo áp suất dầu. Thì cái đèn engine light á, như hôm nãy mình nói á, sau khi đề xe á, mà xe ok hết á, đèn engine light nó sẽ off. Còn nếu như mà mình thử ngắt một cái, mình tháo một cái sensor ra, khi mình đề lên đó, cái đèn engine light nó sẽ hiện lên màu cam, nó báo cho mình biết là một cái mạch hoặc là một cái cảm biến nào đó trong cái hệ thống nó bị hư. Thường nó có hai loại thôi, một là cảm biến hư, hai là mạch thở, có hai loại đó thôi. Thì cái đọc ra lỗi rồi tìm tới cái đó mà sửa. Tuy nhiên sẽ có nhiều trường hợp á, không phải là do cảm biến gây ra, mà do một cái khác gây ra, thì cái đó thì đó là hơi advanced, mình sẽ không đề cập tới. Cái vấn đề thứ hai mình cũng muốn đề cập tới là sau khi mà chúng ta mở chìa khóa có nên đề liền hay không. Và theo mình á, là khi bạn đề chìa khóa lên á, thì cái bơm xăng nó sẽ chạy đầu tiên. Cái bơm xăng nó chạy đầu tiên, nó sẽ build up cái áp suất, gọi là nó sẽ tăng dần, làm tăng cho áp suất trong cái hệ thống xăng á, để gọi là gì, để gọi là để tăng cái áp suất trong cái hệ thống xăng,
để giữ đó, để cho cái khiên phun chuẩn bị làm việc. Cái thứ hai á là cái những cái ignition coil, tức là mấy cái mà không biết tiếng gì gọi là gì, nhưng mà mấy cái đồ mà nó gắm vô buri á, thì trên chiếc này á thì nó xài mô bin sườn hả. Hôm bữa mình có học lỏm, anh kia nói cái đó là mô bin sườn, thì một cái mô bin sườn. Tuy nhiên á, vì hai cái cục mô bin sườn đó vẫn cần energy nạp ngay lúc đầu. Nếu như các bạn đề quá sớm á thì những cái đó nó chưa có được nạp đủ điện á, thì các bạn bắt nó đề á, nó sẽ giảm tuổi thọ của cái đó. Và những cái mà coil on plug á, những cái mà trên xe đời mới á, nó chỉ nằm ở trên cái buri thôi đó. Cái đó rất là quan trọng nhé. Mình đã học, mình đã phá xe mình và mình đã bị cái trường hợp này rất nhiều. Thì mình rất là thích á, lúc trước á mình chạy con Trump Daytona á, mình có cái tật đó là tắt máy không mở liên tục vậy. Nó rất là hại cái phần đó. Khi mà bạn tắt máy mở liên tục vậy á, thì giống như điện nạp vô chưa đủ là tháo xuống, và điện nạp vô chưa đủ là tháo xuống, nó sẽ làm giảm tuổi thọ của cái bộ phận đó. Thì trên xe Triumph á, một cái đó thì tốn mình khoảng 300 đô, mà trên chiếc Triumph á là tới 3 cái, hư hết 3 cái là gần 1.000 đô. Chiếc xe mình mua có 3.000 sữa hết, mà kêu mình chạy mua đó hết 1.000 chắc không có đâu. Thì cái đó là mình đã hỏng cái, sau khi mình bị cái đó mình đã nghiên cứu là, thì các bạn cũng nên đừng làm như vậy. Khi mà đề máy xe, mở máy xe lên, cứ để cho nó chạy 2-3 giây đi rồi hãy đề. Và tuy nhiên sau khi đề á, nên để cho máy nóng cho tới lúc mà cái đồng hồ nó hiện lên cái nhiệt độ bao nhiêu á, rồi chúng ta hãy bắt đầu chạy. Thì giống như con người mà, bất cứ làm cái gì cũng phải làm nóng trước, vì bên trong là sắt. Sắt thì khi mà nó nóng á, khi mà bạn để xe lâu á, thì cái chỗ nóng nhất là cái chỗ trên đầu máy, thì chỗ đó là chỗ mà đánh lửa chứ, nó sẽ nóng dần đi xuống hết máy luôn. Thì mình muốn á là cả máy nó nóng đều, chứ ở trên đây nóng mà dưới đây lạnh á, mà bạn bắt nó hoạt động á, thì cái phần kim loại ở dưới, cái phần mà hộp số rồi bộ nồi này nọ nó còn lạnh á, thì kim loại lạnh á, theo mình biết thì nó khá là giòn hơn là kim loại gọi là ấm. Thì cái đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái độ bền của cái phụ tùng ở trong xe. Ok, vậy đi. Giờ mình sẽ đi thử. Mình đã gắn cái gimbal ở trên cái nón bảo hiểm của mình, nên mình sẽ test thử coi nó hoạt động như thế nào. Cái như nãy mình nói, mình sẽ đề xe lên và cho nó chạy một xíu. Thì hôm qua thời tiết hơi lạnh, hôm qua thì thời tiết còn mười mấy độ thôi, nên là sáng mình sẽ đề xe kỹ xíu. Rồi để xe lăn đi, đừng cho vô số, cứ để nó nổ. Và mình cũng muốn thêm một cái nữa là khi mà các bạn đề xe mà các bạn chạy liền á, lúc đó thì ECU và cảm biến oxy á, thì hai thằng đó nó không có hoạt động chung với nhau. Hai thằng đó đang ở trong open loop, tức là thằng ECU nó không có nhận tín hiệu từ cảm biến oxy, thì thằng ECU lúc này á, nó sẽ nhận tín hiệu chính là từ cái cảm biến mà đo nhiệt độ nước làm mát của máy. Tại vì sao? Thì nhiệt độ nước làm mát của máy á, cái cảm biến đó sẽ đo được là máy đang lạnh, thì nó sẽ báo ECU là ECU điều chỉnh xăng bằng cách đó là phun nhiều xăng vô để xe nó cho gì á, làm ấm nhanh hơn. Thì các bạn cũng sẽ đi á, thì khi mà vừa để xe lên nó xe còn lạnh á, thì cái dòng tua nó cao hơn chừng 200 dòng gì đó, thì sau khi mà nó máy nóng rồi nó sẽ giảm xuống. Để ý chuyện đó thấy rất rõ. Thì sau khi mà máy nó giảm, cái dòng tua đã giảm xuống rồi á, nó sẽ còn có nó sẽ cái hệ thống phun xăng á, thì ECU sẽ nhận tín hiệu từ cảm biến oxy để điều chỉnh xăng, để cho nó match, để cho nó hợp với lại cái tỷ lệ 14.7:1. Thì cái tỷ lệ 14.7:1 đó là tỷ lệ của
tiêu chuẩn khí thải của châu Âu, thì bất cứ các xe cũ mới đều có. Tuy nhiên các xe cũ hơn nó sẽ không có làm khó như mấy chiếc mới bây giờ. Mấy chiếc mới bây giờ thì giống như là mấy chiếc con cá mập á, thì sẽ có cảm biến oxy trước bầu và cảm biến oxy sau bầu. Thì cái cảm biến oxy trước bầu á là cái điều khiển xăng chính, và cái cảm biến oxy sau bầu á là cái đo hiệu suất của cái bầu nó hoạt động như thế nào. Thì cái bầu đó có tác dụng là lọc hết tất cả các khí độc hại trước khi thải vô môi trường. Thì khi mà cảm biến oxy sau bầu đo được á, là nói chung là đo được tín hiệu á, mà cái bầu này á, nó dưới tầm tần suất hoạt động á, nó sẽ báo lên ECU là thằng cái bầu này bị hư rồi. Và cái code cái chơi xe mới bây giờ thường nó xài OBD2, thì cái code nó sẽ ghi là P0420. Thì cái lỗi đó nó sẽ ghi là cap deficiency detected, tức là cái bầu nó bị hư. Đơn giản vậy thôi. Thì là mấy cái kiến thức mà mình đã kiến thức và kinh nghiệm mà mình đã làm mình biết. Bây giờ các xe đã lên tới 55 độ rồi. Bây giờ là nó ok để chạy. Thì mình happy để chạy với cái nhiệt độ này. Thường nó như mình gấp là mình thấy nó báo 39 độ là mình bắn rồi. Tuy nhiên bất cứ xe mà thời tiết lánh nóng hay lạnh á, khi mà chúng ta để xe qua đêm á hoặc thời gian dài không chạy á, hôm sau cũng phải nên đề để cho nó làm ấm. Tại vì ở một số nước nóng á, khi mà giống như ở Úc nè, trời mà nóng á, là mình để máy xe lên á, nhìn vô cái đồng hồ nó nóng sẵn rồi. Tuy nhiên mình vẫn phải để cho nó qua móc trước, tại vì khi nó nóng mà nóng chỗ cái nước thôi, máy thật khác là chưa có nóng. Thì chỗ nước làm mát nó nóng thì cái cảm biến đo nhiệt độ nó làm mát nó sẽ báo gì ECU là nó nóng. Thì thôi, ok, now have fun.